Đây, đây chúng ta đã trải qua vài tập game. Mình biết là cũng có nhiều bạn không thích, những cái rất là hay réo các game khác, nhưng mà mình thấy game này nó hay mà, và nhiều người cũng thấy nó hay mà. Mình vẫn thấy có nhiều người có vẻ rất là thích thú, thậm chí còn vài người còn vui vui khi mà mình đã khởi động lại cái dự án này nữa kìa. Đêm hát. Đây phải cô ca sĩ Elsa không ta? Elsa mà mình nhớ là ở một cái video, một cái thằng Roy nó dẫn mình đến The Golden Butterfly, con bướm vàng, vụ án con bướm vàng hay là cánh bướm vàng gì đây. Chắc chắn là một giết người rồi, nhưng mà một cô gái. Ui lẳng lặng vãi. Ê, Bikowski. Galloway. Lâu lắm không gặp. Got it, Vâng, hiểu rồi đại úy. Lại có vụ án rồi đấy. Đi thôi. Skipper. Yeah, I'll bring him. He's my partner after all. What have we got? New Có gì nào? case. Một vụ mới. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Sao nhìn Street. Bikowski Hacks có all vẻ over. đang bất mãn cái gì ấy? Captain's trying to fend them Không được off. thăng chức lên buồn à? Sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on, Colleen. I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. Let's go. Phía trên đồi đại lộ Sunset. Mình muốn đổi bộ trang phục. Chẳng lẽ từ lúc mình lên trên này là sẽ không được đổi trang phục nữa à? Kỳ quặc thật. Có cái xe nào nó đẹp hơn không? Đi cái xe thời trang này mới hay ý. You drive. I need to go over the case notes. Did a decent job on the Henry case, Phelps. Not bad for your first time Không in tệ town. à. Tôi phá án hay như thế mà không Don't tệ. go getting ahead of yourself. That's one clearance under your Lão belt. này vẫn chưa nể phục Now mình cho it's a lắm new đâu. day with a new dead lady that needs our attention. No assumptions until we see the evidence, right? Right. See, I knew you were a fast learner, Phelps. You might get along after all. Lại phóng viên. Now, boys, boys, you know as much as I do. Rồi. We're holding a press Trưởng conference phòng đấy, today. We all talk sếp about đấy. Kiểu gì cũng giới thiệu mình cho báo chí cho xem. Tôi đã cử hai thám tử giỏi nhất của mình cho vụ này. Fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex Captain, aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Henry? And of Elizabeth Short for that matter. So you don't matter. believe there's a crazed sex killer at large boys, preying on women? Boys, be sensible. We have the greatest police force in all the world. Elizabeth Short hình như là tên nạn nhân của cái vụ thực dược đen ấy. How can any killer continue to be that? Be advised. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain to continue to believe they can take the life of the city of angels. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia Ê, lại case? hỏi về cái vụ thực dược đen. Run along, boys, and let these Cay officers nhờ, get to cứng work. họng với cái câu hỏi rồi đấy. We have God's work to do here and it can't be delayed. What do we have, Captain? Another woman sacrificed. Speak to Người the chết toàn là đàn bà thế này. I want daily reports, gentlemen. Đâu, vụ án đâu? Ở đây hiện trường trong này cơ mà. I was first on scene. You find her, Gonzalez? Not me. Family out for a stroll. I was first reporting. Can you show me the body? It's under the pepper tree, this way. Nó ở dưới cây hạt tiêu. Ồ, hiện trường rộng thế này. Hiện trường rộng thế này tìm manh mối nó khó đây này. À không, người ta tìm thấy hết hộ mình rồi. Trời. Lại chân như nhộng thế này. Quá chán. Tay này, tay cứ viết viết chói hay là viết
vết 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 cào ở cái cánh tay. À, lại nhẫn lại mất đây. Nhẫn cưới rồi, hoặc nhẫn đính hôn. Bị rút ra một cách bạo lực. Toạc cả da thịt rồi. Nhầm, không phải. Mình mới kiểm tra cái cổ. Cổ có vết dây, dây thừng hoặc là tóc. Đây, dây thừng trói bên này. Nhưng mà sẽ sao trói mỗi bên tay này. Đúng rồi đấy, cổ tay kia cũng phải có vết chứ. Ừ, có lẽ là cái đồng hồ bị lột ra. Trang sức bị mất chứ không phải là trói. À, kiểm tra cái đầu nào. Đấy. Mẫu dây thừng. Có vết giày trên người đây này. Ờ, nhờ cái vụ trước có mẫu giày số 8 đấy. Thôi chết rồi. Nếu mà mình hỏi cái tập trước, nếu mà mình hỏi thêm cái ông chồng, có khi mình biết được mẫu giày của ông ấy đấy. Cỡ nhỏ. Every detail a copycat would want was there in the story. Mẫu giày cỡ nhỏ, khéo là cỡ 8 ấy. Đàn ông cỡ 8 là nhỏ lắm rồi. Đi ra xem xung quanh có cái gì nào. Và như thường lệ, túi sách nạn nhân thì còn, mặc dù váy áo lột sạch. Khắm thật. Thẻ đeo tên à? À, nạn nhân tên là Muller. Back in a second. Tiền. Đúng rồi, rất nhiều tiền. Vậy là động cơ không phải giết người. Có hai cái trong túi này thôi. A, C, ở thế B ở đâu? Manh mối B ở đâu? What about not making assumptions and going on the evidence? Chỉ là cái chai thôi. Mình cần tìm manh mối B. Đây rồi. Đâu, cái gì đây? Dấu chân. Hết rồi đúng không? Hết rồi. Chúng ta có gì nào? Căn hộ nhà Muller. Hết rồi đấy. Đến nhà Muller xem thử xem nào. Hy vọng bà này có chồng con gì đấy. Đi. Ông già chở tôi đi cái. Với một người kém cỏi như ông thì nên chở tôi đi đi. I thought we were on our way to lock up the husband. If he doesn't work out, then Deirdre Muller has suffered enough, more than enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. She was a woman, wasn't she? Well, around about my third divorce, I realized women might not be the pure angels we imagine. Hay là ông này không có vợ nhỉ? Ông này có vẻ ghét đàn bà. Don't make any insinuations about my wife. Ông này có vẻ ghét phụ nữ. Hey, she's a woman. She's the mother of my children. You're a father, Cole? But don't tell me your eye don't bend. This conversation is over. Ông đã đúng ra là không có vợ rồi. Mấy cái thằng già mà không có vợ là thường khó tính lắm ấy. Mấy cái bà cô, ông cậu không có vợ này rất là khó chịu. Đang đốt cái gì kìa? Đang đốt cái gì kìa? Ra xem ngay mới được. Không có gì cả. Sân sau không có nhạc. Chắc là không có manh mối gì ở sân sau đâu. Hello, có ở nhà không? Đây có rồi. À có. Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? À, trẻ con à. Bố cháu đi tìm mẹ. Michelle Eloise Muller? Đúng rồi. Họ Muller. I suppose so.
Sao để đàn ông lạ mặt vào nhà dễ vậy? Could you have a seat for me, Michelle? Trông con bé là mặt già thế. Trông như 40 tuổi. Hút thuốc à? We're gonna have a look around. Đây, để chú kiểm tra quanh. Những quả chuối nó có tình nghi không đây? Quả chuối thơm, chứng tỏ là đã để đây rất là lâu rồi. Chị, mình đùa đấy. Có tờ giấy này. Ấy chà chà. À, chắc không có ích gì. Cái cốc không quan tâm. Củ cà rốt. Củ cà rốt thì có cái gì cơ chứ? Rút kinh nghiệm ở mấy tập trước, mình bị bỏ lỡ cái tờ giấy trên tường không có gì. Vậy là nhà bếp đã sạch trơn. Đã đi sạch nhà bếp. Ok, đi vào trong xem nào. Đây là phòng ngủ. Phòng ngủ của ai đây? Cái đàn bị rơi xuống đất. Chắc cái đàn này không có tác dụng gì đâu. Nói cái gì trên bàn này? Một quyển sổ ghi nhớ. Ôi. Tủ quần áo này. Giường. Cái chỗ này là phòng này, phòng đơn chắc là của con bé con. Đây mới là phòng đôi này. Đây, nhẫn đây này, hộp nhẫn đây này. Không có tên hãng nhưng mà trong hộp này không có nhẫn. Lại cái hộp gì đây? Vòng đeo tay. Đây, chiếc đồng hồ đây rồi, Lady Elgin. Hết rồi đấy. Không có ảnh ọt gì ở đây à? Ôi, cái gì này? Giày. Giày đàn ông hay giày đàn bà đây? Ui, cỡ số 8 này. Ui dồi. Đến tận tập này mình mới phát hiện ra có cái giày số 8. Nguy hiểm ở đây. Đấy, không có phòng trong này. Hết rồi. Nếu có lẽ ra nói chuyện với cháu bé là được rồi đấy. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. Úi dồi, nói thẳng thừng thế. Do you think you could answer a few questions for us? Try. Con bé chắc nó không nói dối gì đâu nhỉ? Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? Ring, watch. I never paid much attention to that stuff. Thôi chắc là thật thôi. Nó là trẻ con mà nó biết gì đâu ta. I know it's painful, Michelle. But this may be important. She wore a wedding ring. Mommy chose it herself. The rose gold wedding band and the matching diamond. Vòng tay hoa hồng với một chiếc nhẫn đính hôn ngọc ruby. Nhưng mà tự chọn lấy cơ mà. Yes. Một chiếc đồng hồ hiệu Elgin. Daddy bought it for her birthday. Bố mua tặng mẹ cháu ngày sinh nhật. Lần cuối cùng gặp mẹ lúc nào? Yesterday afternoon. I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy. Thay đó, bố đến đón. Con bé nói dối này. Liệu nó có nói thật không? Nghi ngờ. So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and called and finally he answered. He came straight away then. Gọi liên tục rồi bố mới đến. Rồi, tình trạng hôn nhân của bố mẹ mày thế nào? Happily married. What are you saying? Of course they are. Sai rồi. Chắc chắn là không đâu. À, không có bằng chứng. Nghi ngờ tiếp.
They weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. Này, khai thật ra rồi nhá. He said she would leave him if he ever did it again. He bought her a brooch pin to make up for it. À, còn một chiếc châm cài tóc nữa cơ mà. He always wore her golden butterfly. Đấy, cái châm cài tóc hình con bướm vàng. Hay quá, đây là vụ án là liên quan đến cái châm cài tóc. À, thằng bố về rồi. Này. À, nhìn mà thằng bố nó thấy đảo rồi. I'll talk to the police. Mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's some kind of... Your wife was found murdered this morning. Found? Tìm thấy á? What? Tìm thấy là sao? Nhưng cô ấy chỉ... We have some questions that we... Cô lại hỏi ông này à? Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. Nhưng mà thằng này gian lắm. Dấu chân tại hiện trường. What size shoe do you wear, Mr. Mueller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. Nines, I think. Chắc chắn là mày nói dối rồi. Why are you lying to me, Mr. Mueller? Mày không cần nhìn mặt luôn. Đầy mày mà mày không nhớ à? Chẳng lẽ giày vợ mày? Vợ mày làm công nhân chắc? The work boots we found here are size 8. Why lie about it if you've got nothing to hide? Because I always get teased about the size of my feet. Chân nhỏ thì chim bé. You know, small feet, small... Oh, true in my experience. Tự nhiên dở thành trò cười thôi. Báo cáo mất tích. Đã báo cáo chưa đây? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around... Khoảng mấy giờ? Around 9:30. 9:30. Michelle was out at dance. She called me to let me know that DJ didn't turn up. Ừ, thế rồi mình quên mất được cái vụ. Đây, ông liên tục về nhà nhưng không có ai trả lời vào đêm vụ án mạng. Thế rồi mình quên mất được giờ bao nhiêu cơ. Vấn đề là giờ bao nhiêu ấy. Câu này chắc chắn mình sẽ sai rồi. Câu này mình sẽ sai mất thôi. Câu này mình sẽ sai mất thôi. Mình không thể nào dùng trực giác lúc này được. Từ từ bình tĩnh nghĩ. Nhưng mà nhìn mặt thằng này đâu có đáng tin lắm đâu. Nghi ngờ nhá. Ok, đồng ý đi, nghi ngờ. Did your wife ever go out by herself to bars, nightclubs? No. What are you suggesting? You suggesting my wife's loose? Now is not the time for you to be pushing. Thôi chết rồi, mình sai rồi. Your daughter said you were having an argument. We argued about who would pick up Michelle. I worked a full day. I wanted to come home, put my feet up. À, đúng à, hay quá nhỉ. Chứng cứ vớ mặt của anh là gì? So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. Không nhìn vào mắt tao, mày nói dối là cái chắc. Nhưng mà vấn đề là xem có nhưng không có ai trả lời. À đấy. Con bé nó gọi điện về nhà nhưng có ai nghe máy đâu, thằng này không ở nhà. Mày nói dối. You should come clean if you're having an affair or if there's something going on. I told you I was here. Were you saying I wasn't? Chính con mày bảo mày không có ở nhà cơ mà. Cái này tao rõ ràng. So why did you take so long to answer the phone when your daughter called? Okay. Đấy, đi ra ngoài một lúc, lái xe vòng vòng. I was driving around. Ấy, sao không nói ngay từ đầu? Mày có tiền sử bạo lực không? Your wife was beaten and then strangled. In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true, goddammit. Vấn đề bây giờ là hoặc là thằng này nói dối hoặc là thằng này nói thật. Nhìn cái ánh mắt thằng này thì mình không tin là nó nói thật đâu. Nhưng mà nghi ngờ đi, đè nó một lần đi. Nãy giờ mình đã sai câu nào đâu đúng không? Sai một câu không sao đâu. I think you kicked up a fuss about staying home for an alibi. Then you followed your wife and murdered her. You're out of your mind coming in here making accusations like that. Come out into the yard and I'll make you take that back, mister. Cái sai à? Sai câu này rồi, sai câu đấy rồi. Very bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Mueller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind, and don't make me come looking for you.
Rồi, cho mày dàn xếp để con gái mày đỡ lo. Đại khái là mình cũng có lương tâm đấy. Bây giờ phải thăm hàng xóm cái đã. 3, we have no evidence tying the crime scene. Có bà bên kia kìa. Detective. Hay đấy. Ủa chết chết từ từ. Nhìn đường đó, chạy qua. Yes, ma'am. I heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Muller screaming. Gào thét nữa kìa. Come home late last night at all? No. Not at all. Đêm qua không về. Muller cho gì đó vào lò đốt. Look, there he is now. Nó đốt cái gì kìa, nó đốt cái gì kìa. Chẳng lẽ đốt giày. Step away from the incinerator. Don't let him get away. Không được, phải đuổi theo nó. Súng đâu? Nháy A để tăng tốc. Ôi giờ mới có cái thủ thuật này đấy. Trước giờ có biết đâu. Bắt mày ngay. Thằng này có dấu hiệu khả nghi. Vào đồn. À chưa vào đồn. Nó đốt cái gì? Đốt giày không ạ? Đẹp. Đi đốt giày. Đốt hết giày đi. À giày dính máu. Tôi có thể giải thích vết máu. Ừ nhờ, à đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái dấu giày đi từ ngoài vào mà lại dẫm lên cái xác. Như kiểu là thằng này nó thấy vợ nó chết rồi, xong nó còn sướng nó dẫm lên. Hoặc là, miễn không rõ nữa, tôi kệ. Cứ bước đâu này về buồng đã. Còn nhiều cái lắm, mình phải đến trường điều tra đã. You have other family, grandparents, aunts or uncle? Call Aunt Helen, but she lives in Acresfield and... Call her. Gọi gì đi. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. Rồi, may quá, con bé nó cũng an toàn rồi. Mình gọi điện cái đã. Chắc là hỏi về cái địa chỉ trường học. Phelps, 1247. Đấy đúng rồi, địa chỉ trường cấp 3, Belmont. Belmont High, 1575 West 2nd Street. Thanks, man. Rồi, đến cái trường đi xem nào. Go ahead, detective unit. Can we get Ray Pinker and a technical services team to a house at 1334 Bonnie Bray Street? Send someone down from Juvenile Hall to look after a young lady. Đi xe đấy làm gì? Đi xe mới đi. Xe xịn này không đi. Đi xe cảnh sát làm gì? Ở đây xe mình mà. Tôi đã không nghĩ là do người chồng. Lúc nào cũng là gã chồng. Phết sợ. 9 trên 10 lần thì kẻ gần gũi với nạn nhân nhất chính là kẻ gây án. Còn chú mới biết rằng tôi muốn giết vài bà vợ. Định luật tiết kiệm nhất. Rào cạo Osam. Cái này mình không hiểu. Cái này nó sâu xa quá. Nó liên quan nhiều cái văn hóa Mỹ mình cũng không dành cho lắm. Cái định luật giao cạo chịu đấy. Mấy ông này chơi chữ về cái tên các loại giao cạo. Đang là giao cạo thường lại rằng giao cạo rỉ. Giao cạo rỉ thì thường nó to như cái bản sản ấy. Cái sẻng luôn ấy. 3:30 chiều rồi. Ồ, mình đang nghĩ khéo cái chỗ này mới là chỗ gây án đây này. Sân bê tông này, đúng rồi, sân bê tông này. Là bối cảnh của cái đoạn đầu. Có ông già. Chà. Cái thằng kia, mày chạy đi đâu? Chạy đâu cho thoát hả, con lợn kia. Ôi, chạy đâu đấy, bình tĩnh. Chẳng lẽ vụ đơn giản là một cái thằng đang rình rập nữ sinh à? Không thể sẽ đơn giản như vậy, tự nhiên lại vô tình đi để gặp cái thằng này. Nó mới gây án xong nó phải trốn chứ, nó lại còn quay lại đây.
À đúng rồi, mình quên mấy cái trò nháy A đấy. Giờ không được dùng súng nữa cơ. Sắp được rồi, sắp được rồi. Sắp được rồi. Sắp được rồi. Được rồi. Lôi nó về. Xe 11.000. À xe 11 King. Bảo vệ của trường trông thấy một chiếc xe 2 chỗ màu xanh sản xuất năm 1946 đăng ký cho bà Hugo Muller được tìm thấy ở trong bãi đỗ xe. Đó, xe bà ở chỗ bãi đỗ xe mà. Rồi, giờ đến cái xe để kiểm tra cái đã. Mày tên gì nào? Ai đang hỏi vậy? We can do this the easy way or the hard way. Nó còn bướng à? Eli Rooney. You've been in trouble with the law before, Eli? Some. What are you doing around here? I like to keep an eye on the children. Strictly paternal? Không được, không được. Don't sass me, boy. Thằng này nó thích trẻ em thì không thể nó giết bà mẹ được. And I would love to make you for that, you looking motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like him a little younger. Đấy, thằng nó thích trẻ con cơ. Now, why would I do that? Because I'm about to break your fucking skull, Eli. Ah. You're under arrest, Eli. You're in very. Trong túi nó có châm hình con bướm này. Get some backup down here, Rusty. We need to get this one downtown and into a. Tại sao trong túi nó lại có cái châm hình con bướm này? We got a kitty raper coming in. They can roll out the red carpet. Vụ án không thể nào dừng dễ như vậy được. Không thể nào. Mình phải đến điều tra hai đứa này mới được. What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m. We'll keep it a good eye out later. Ừ, 1 giờ sáng cái xe này mới đến à. Eli Rooney. We've met him. Filthy son of a bitch. He was here yesterday before the dance. Was it him you saw park the car? I don't know, sir. I'd like to say yes, but the truth is it was pretty dark. Would you say Rooney is violent? Yes, sir, I would say so. Yes. Ông này cũng không rõ được cái thằng hành hung bà Muller là ai. Mình phải điều tra về cái xe này, chắc là cốp xe thôi. Úi dồi, đầy đủ luôn. Dây thừng ở trong xe. We better get Ray Pinker out here. Phải gọi ngay Ray Pinker đến. Áo luôn này. The overalls are stenciled HM. Muller is a mechanic. Muller là thợ máy. I wonder what Eli does for a living. Ơ, Muller là thợ máy á? Thế cái giày đấy khéo là giày của bá hay sao nhỉ? Đây là cái vật để đập đây này. Để cái nệ lốp. Hết 3 cái rồi. Đi gọi về trung tâm đi. Xa quá nhỉ. Thế là mình nên dùng cái xe để đi ra cho nó nhanh. Đấy. Ra đây gọi điện thoại. Phelps badge 1247. How could I help, detective? I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Mahler homicide case. Certainly, detective. I'll get in touch with the watch commander. Thanks. Rồi trở về trung tâm thôi. I say we make Rooney for this. I think đồn cảnh sát trung tâm. He was near the car, he had her jewelry, the DA. Điều tôi muốn bây giờ là ông chở tôi không muốn tự đi đâu. You know the way, you can drive. Even if he didn't do it? Who cares whether he did it? You have kids, Phelps? He needs to be taken permanently out of harm's way. Cái ông này ba phải thật, mình chả biết ông này ông ấy tư duy kiểu gì nữa. Bất kỳ ai ông cũng ghét, muốn tống vô tù.
Thật là một vụ án rắc rối. Đến bây giờ mình cũng không biết ai là thủ phạm nữa. Phòng 1 và phòng 2. Mình vào phòng nào trước đây? Hugo, anh thế nào rồi? You were burning your blood-stained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row, and all you have to say for yourself is I didn't do it. I swear I didn't kill her. Give me that lie test. I can prove it. Rồi, lại bỏ chứng cứ xem nào. Why did you burn your shoes, Hugo? Sao ông lại bỏ chứng cứ đi? Rồi, tôi tin ông. Believe what? It's rabbit's blood. A guy at work brought him in and I helped him skin him. Sử dụng dây thừng bện ba. You know anything about ropes, Hugo? As much as the next man. Hướng đạo sinh thì đúng là biết bện dây thừng bện ba rồi. Tự nhiên sao bây giờ mình muốn tin ông này thế nhỉ? You know anything about braided ropes? Some. They're mainly used for mooring lines, hawsers, you know, that kind of stuff. We don't have much use for them in the machine shop. We use chain hoists. Ui sai rồi. Ui thằng này có vấn đề đây. We found your wife's car. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker. À, đúng rồi. Bộ quần áo vứt ở đấy mà. À, từ từ đã. Áo. Hờ mờ. Cáo buộc thằng này đi. Enough lies, Hugo. Your overalls put you at the scene of the crime last night. My overalls are in the laundry of my house. Thế tại sao có bộ áo dính máu hờ mờ lại ở đấy? Green overalls, blood stain, with the initials HM found in the trunk. Quên mất bà ấy đâu có phải tên là hờ mờ đâu. They can't be mine. Không thể là tôi. Because if they were yours, they'd be in the incinerator too. Móc sắt thì sao? Cái móc lốp. I know nothing about any tire iron. Này cái nệ lốp này. Nghi ngờ. You're gonna die for this, Muller. Better give me something if I'm gonna believe your story. My conscience is clear. You can't badger me into admitting anything. Sai à? Rồi đi thẩm vấn thằng kia rồi. Mình vẫn không tin là vụ đấy lại dễ như vậy. Có cái thằng bệnh hoạn này thì sao? Captain, we were on our way to interview Eli Rooney. Yes, folks, I know. This particular thing. Ui, người quen cũ. I have tried to reaffirm his belief in a wrathful and terrible God. Whichever way it goes. Thằng này chứng tỏ là cũng đã từng thăm, cũng có dính đến nhiều vụ rồi. Thằng bệnh hoạn này, nhưng mà mình vẫn nghĩ đùa chứ mình không có cách nào để khẳng định một trong hai người này luôn. You see me asking for your sympathy, boy. You're down on your luck, Eli. I have worse. A family a rogue killed during the dust bowl. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I have me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. Rồi, tôi tin ông. Khó thật, game đoạn này cái gì cũng không thể nào lựa chọn chuẩn được. Dây thừng bện ba thì sao? It's not a nice thing to go calling them. What would you call them? I can't say. Không được gọi họ là nạn nhân mà là không nên mở miệng về những thứ tôi thích. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean? Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you mean, is it?
Any old rope will do me fine. Chắc là đúng đấy. A boy like you, Eli, must prefer McGay for roping, am I right? I prefer braid. Tie hitching braid stays tight. Ờ, cái thằng này không phải. Xem nào, động cơ giết lời, động cơ giết người. That ain't so. Ain't done nothing like that. Đùa, nhìn mặt thằng này không biết nó đang tự tin hay là nó đang khinh thường mình nữa. Phút cuối rồi, chơi một cái trực giác nữa đi. Thôi được rồi, coi như tao tin mày. How else are you gonna pay for yourself? I got me a pension from the first war. It ain't much, but it does pay some. Vẫn sai à? Tôi chết rồi. I think you're an evil man. I think you try to pass off your pain to other people. I can't make you for this case. But my consolation is that I don't think you will be out of prison for very long. You can count on it, shitbird. Chẳng lẽ vụ này mình hỏng à? By the way, Eli, the captain and the hat squad would like to talk to you next. Any idea what they might want to talk about? Thằng chồng bên này. Detective, that's him. That's the guy who parked the car. I'm sure of it. Ông bảo vệ. Chính ông bảo vệ nhìn cái thằng này. Ông xác nhận rồi. Trời ơi, tôi chết rồi. Đó là mình bỏ sót rồi. Đấy cho mình kết quả nhiệm vụ mình sai, bét cả lè nhà ra đấy. Thế có chết không rồi chứ? Tội phạm thật thì mình lại tin tưởng quá. Mày chạy đâu cho thoát? Hit it. Clean this asshole off the road. Mày chạy đâu cho thoát hả quan ơi? Bắn thủng đuôi vào đi. Bắn đi. Hit him, Cole. Spin him out. Bắn đi. Úi chết. Now is not the time to play around, Phelps. Nó chạy rồi. Nó đang đi thẳng. Không xa được đâu. Tao đi ngay sau lưng mày đây. Ui, thằng bị tai nạn rồi. It ends here, Hugo. Once we get the janitor's statement, you'll be staring down a murder charge. Thế cuối cùng cũng xong. Mày thế tự nhiên ông bảo vệ lại được đến đây. Không có bảo vệ thì chắc mình bị tuột mất cái thằng này rồi. Thằng chồng khốn nạn này. Lại vào nhà giam. Cỡ giày số 8. I have to say I'm disappointed. I stood in front of a troop of reporters and made promises. Promises of swift and fearful retribution, and you bring me an. Vụ này thực ra là trong cốt truyện thì bắt được nó thôi chứ thực sự thì mình làm hỏng vụ này rồi. Do it again and your career as a policeman will come to an abrupt. Vụ này mình làm hỏng rồi. You two are back on the streets. Không giải được, không phá được. Street criminals, rouse them, beat them, and restore. Chính game làm cho mình bị phân vân giữa hai thằng ấy, cả hai thằng đều có một cái gì đó làm mình cho gọi là tin tưởng, đâm ra là kết thúc là mình chả biết chọn thằng nào. Nếu mà mình cứ dí một thằng thì có khi đã ra rồi. Một mớ báo cáo ngẫu nhiên, chuẩn luôn, một sao. Nó còn gây hại thành phố nữa. $200, 2 sao thì cũng được. Trong khi Hugo Moller mang tội danh giết người. Michel Muller sẽ sống phần đời còn lại của mình là một trẻ mồ côi. Ôi, kệ thôi. Dù gì thì bố mày giết người cũng phải đi tù là điều đích đáng rồi. Ôi, khá là buồn vì cái vụ này mình xử hơi tệ một chút. Ôi, không sao. Ấy thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình đến giờ phút này. Hy vọng mọi người sẽ like video, chia sẻ video của mình nhiệt tình và ấn quảng cáo nếu có. Ấy, hãy subscribe channel của mình để chào đón những video mới trong dịp này. Tết rồi, sẽ có rất là nhiều game mới. Ấy, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin chào, hẹn gặp lại.